em chỉ điều phối viên của nhóm mình nha. Những bạn nào chưa điểm danh thì điểm danh ngay lập tức. Và đây cái sự sống như này là học chung với thầy ở Harvard, chơi sở vui vẻ hay là như thế nào? Vui. Con có sợ cực không? Con học lớp mấy rồi? Trường gì hả con? Lê Quý Đông quận mấy? Con biết thầy không? Lê Quý Đông ba thầy giảng này đã nhiều lần. Mọi người biết không? Bạn này nói một chuyện nhỏ thôi bắt đầu bao giờ bằng chuyện con rồi. Con học lớp mấy rồi? Chính ngay dòng con ở Bắc vô hả? Cô ở tỉnh nào? Cô từ Hải Phòng, cô ba mẹ cũng có ở đây không? Ba mẹ bé dự án ở đâu ạ? Từ Hải Phòng vô đây, mấy bạn vỗ tay khen bạn gái đi. Từ Hải Phòng vô tới đây. Cô hồi hộp là con đã tìm hiểu về HTY, hồi hộp là do không biết chuyện gì xảy ra hay là sợ cực hay là như thế nào, nói thì nghe thử. Không biết chuyện gì xảy ra, nhưng có một chuyện chắc chắn để trả lời với cô rằng là hành trình này an toàn tuyệt đối, hạnh phúc. Và ngày về cô nói bố ơi con không muốn về mà đi thêm một tháng nữa, chắc chắn chuyện đó nha. Lớp 9 thầy cảm ơn con rất nhiều nhé. Nếu như bên cạnh của ta nó có một cái cảnh rất đẹp như này, nhưng mà do cái điều kiện khách để ra bên ngoài, chúng ta sẽ phát hiện và nhìn nó, đi tặng tận nó, đúng chưa? Yeah.
Mọi người ơi, cố gắng được là mình làm cho được. Hạn chế đi đó. Cyberpunk.
body to let me go. I wish you'd let me go. Nhưng mà nhìn rất là sushi. Trời ơi, giấy báo. Giấy báo. Mười lăm tờ giấy báo. Rồi, một đứa, nhóm ba sẽ nhận được cái gì đây? Ông Obama, ông gửi cái gì đây? Trời ơi, nhiều lớp quá. Một cái hộp chua bay đúng không? Phải không? Không phải, nhóm khác là nhận được chua bay rồi, nhóm này không nhận chua bay được. Hộp chua bay luôn, nhưng mà trong đó là cái gì ai biết? Rồi mở ra đi, mở ra đi. Mạnh dạng lên. Vui ra, mạnh lên. Một hộp mới luôn, hộp mới luôn. Bên trong là cái gì? Bong bóng. Bubbles. 15 cái hút. 15.